Hôm qua thì đệ tử qua phỏng vấn bà Hằng, bà khóc cả nửa tiếng hồ, biết khóc vì vụ gì? Bà đang trách móc những người làm việc và những người không binh vực bà, làm cho bà tức tối và đau khổ. Bà khóc, bà nói giờ không binh vực bà đòi bỏ tù bà, giờ bà đang tức tối và khóc lóc. Và có ai có gì bắt khóc gì vẫn gì kể cho nghe Thầy hôm qua thì bà Hằng bả live stream thì có lịch hẹn là bả sẽ đến những cái tờ báo về những cái nhà báo mà nói đức sai sự thật thiện về bả và pháp luật. đó. Dạ thì bây giờ thầy có cái lời khuyên gì hay là làm sao, tại vì bả muốn gặp trực tiếp, là đối thoại trực tiếp luôn á, thầy có lời khuyên hay là cái gì thì Thì báo chí giờ thầy nói cũng là thầy cảnh báo, báo chí giờ nó cũng nó tóm gọn mục đích á, nó cũng vì đồng tiền, nó đăng xấu mình rồi xong mình phải bỏ tiền ra đăng để lấy cái danh dự lại, là bằng cách gì đăng lại thông tin đó. Nên là các tờ báo này nói dây cho tờ báo kia, tờ báo này nó truyền qua tờ báo nọ, mục đích nó phá danh dự nhân phẩm mình. Nếu mình có tiền á, mình đưa ra luật sư, hoặc có thể là mình có nghĩa là mình đính chính lại cái bài viết đó, mục đích là vậy thôi. Các tờ báo mục đích là nó muốn mình quảng cáo, như bà Hằng giờ bỏ cứ tờ báo 50 triệu 100 triệu quất hết bao nhiêu tờ báo, tự nhiên cái đính chính lại rồi nó toàn diện liền. Mục đích là báo chí nó tóm gọn lại, báo chí giờ nó cũng viết hai mặt, mục đích là đính chính, mục đích là nó tóm gọn cũng vì câu giống như là các kênh YouTube là câu la câu like câu view vậy thôi, chứ còn thực tế báo chí không có giá trị gì trong cuộc sống. Thì viết lên những cái gì có không có gì, nó đặt ra những dựng lên những câu chuyện để viết. Nên báo chí thầy không không tin tưởng và thầy không không có coi là báo quan trọng. Tại chính thầy nè, thầy giấy tờ đủ nhưng mà giáo hội nó bậy nó bạ, nhưng mà báo chí nó cũng vẫn nghe theo giáo hội mà không nghe cái người mà đến thầy kiểm chứng lại coi có giấy tờ chưa, đúng không? Trước khi nếu mà báo nó giống như công an nó điều tra cho thật kỹ coi có cái đó đó có thật hay giả, mà mình tìm đến một người đó để mình phỏng vấn, để mình mới ra là kết cục có bên nào nó đúng nó sai, để mình kết luận cái tờ báo nó có ý nghĩa. Còn riêng báo chí bây giờ nó tóm gọn di động tiền, truyền không báo chí truyền hình quảng cáo chủ yếu là anh có tiền tôi quảng cáo, rồi anh có phép xe có giấy 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 kêu giấy giấy phép kinh doanh là có đủ là công ty thì nó để công ty, còn có hiện quảng cáo hay nói gì người đó. Nên tất cả các báo thầy đều là nó tóm gọn chỉ vì tiền, có tiền thì quảng cáo, không có tiền thôi. Với nhiều tờ báo cũng làm mất danh dự nhân phẩm người khác lắm, nên thầy khuyến khích bà Hằng nên tố cáo các tờ báo và phải bỏ tiền ra đính chính là cái đó, và rốt ráo phải làm việc với báo chí. Báo chí thầy nói rồi nó nguy hiểm lắm, toàn là câu like câu view, làm nó tóm gọn ta chết sống cũng vì báo chí. Có nhiều công ty đó phá sản cũng vì báo chí, nên báo chí phải làm gì cái báo chí, xử mấy thằng bà mấy thằng phóng viên nhà báo với cả tổng biên tập là quan trọng nhất. Nó đăng tin đăng được hay không cũng do tổng biên tập là thằng đầu não làm việc ác nhiều nhất, nó chưa xét việc kỹ lưỡng đúng hay sai, nhưng mà nó đăng mất danh dự nhân phẩm uy tín rồi phá sản rất là nhiều công ty. Ví dụ nước uống nè, thức ăn ta chỉ cần đăng bậy rồi ta ế sao, rồi sản xuất sao được, rồi phân phối sao được. Nên là cái anh báo chí này chúng ta phải làm việc rốt ráo, chứ đừng để ảnh hại mình, và ảnh phải tố cáo tố giác ảnh thì ảnh mới có nghĩa ảnh mới làm việc đúng. Dù có bộ trưởng nào mà làm mình tổng biên tập nếu sai cũng cũng nói tới một tịch thu báo chí, tịch thu luôn cái bài tờ báo đó luôn, không cho hoạt động. Nên chúng ta phải nói tóm gọn phải lên án báo chí truyền hình truyền không. Thầy có nên bà Phương Hằng có nên gặp mấy nhà báo mà nói xấu về bà Phương Hằng không thầy? Đúng rồi, mình phải đi thẳng vô tổ báo rầm 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 luôn. Họ mấy cái tờ báo đó nó lấy đá lấy đồ đập cái những cái văn phòng báo chí, nó đập banh chành mấy tờ mấy cái văn phòng báo chí chạy trốn hết luôn, giống như đi biểu tình vậy. Báo chí nó tới lấy đồ nó đá nó văng banh banh văn phòng cửa kính vậy, tanh bành hết luôn. Đó là có sự thật hay chứng kiến, nó có nghĩa là nó lợi nó nên tại vô báo chí viết bậy không đúng ta tức. Hỏi gì một công ty một xí nghiệp một cơ quan ta bỏ ra vạn tỷ để ta sản xuất ra nước uống nước ăn mà nó nói bậy thử coi,
phá sản một gia sản ta, không lẽ cho ta bỏ ra 100 tỷ tục banh phát banh chành cái báo chí đó không được sao? Sai phải lên tiếng chứ thầy. Lên tiếng nó không nghe mà sao lên tiếng? Giờ mình có xác minh được cái có sự thật đó không mà mình nói xấu người ta, phá nhân phẩm uy tín và phá sản một công ty người ta mà nói chuyện. Giống như giờ thầy nói nước bột cụm ha, nước khoáng này ha, một công ty nước ngọt đào, mình chỉ cần đăng một tin xấu thôi là mất lòng dân, mất tin tưởng hết, làm sao kinh doanh buôn bán, làm sao phân phối. Ai dám uống, ai dám ăn, cổ phiếu nó tụt đó thầy. Ừ, biết bao nhiêu tài sản ta là nó tóm gọn hả? Nó tóm gọn, thầy nói ra thì ác, nhưng mà thực tế phải làm sao cho dẹp luôn cái tờ báo đó luôn, dẹp luôn, bắt phóng viên đó ở tù luôn. Còn mà phóng viên tổng biên tập thì dẹp luôn, không cho làm chức vụ gì hết. Đó. Hết. Rồi cứu bà Hằng hả? Giờ bà Hằng liệu bỏ tiền ra đi, còn mấy đem qua đem đây về thầy bao nhiêu tỷ đi, thầy giải quyết cho. Thầy nghĩ với tầm cỡ của bà Hằng thì ai có thể bắt được bà Hằng bỏ tù không thầy? Ta nói giờ bất cứ lãnh đạo lớn nhỏ to gì khi phạm pháp luật không binh vực được ông nào. Giờ có cao nhất thầy không nói dám nói đụng ông nào, giờ có làm chức lớn nhất quản lý cả nước cũng vẫn ngồi tù, cũng vẫn bị tử hình. Thì bà Hằng nó tôi không có nói bà Hằng là không có gì, dân bình thường chủ một công ty Đại Nam nhỏ nhỏ nhất cả thế giới luôn, không có gì nhỏ, không có gì lớn trong các quá đại nữ mười nữ đại gia cũng chưa được đứng tên, mà sáu đại tỷ phú cũng chưa được. Ó bà Nguyễn Thị Phương Thảo đó, người ta còn tỷ phú cũng có tiếng đó, chủ bả là vừa là giám đốc ngân hàng Vietcombank mà vừa là chủ của hãng máy bay Vietjet luôn, tập đoàn của công ty máy bay đó, người ta còn chưa dám hói nói giờ nói thầy nói giờ thấy toàn khảo lắm, Phương Thảo tài giỏi rồi tiền tài bao la, bây giờ họ đang lên án chồng của Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú rồi, mấy chồng ăn chơi làm gì đó mà lên tiếng lên án quá trời. Tội Phương Thảo, phụ nữ giỏi công chánh tiền tài danh vọng cái gì, chồng cũng nhờ tài sản của gì vợ mà giờ chồng nó bị gì đó, không coi tin tức thì nói giờ thấy tội lắm, mà không biết Thảo giải dây ra sao. Nhưng mà nói tóm gọn tiền thì giàu ha, tỷ phú, nhưng mà chồng nó có vi phạm pháp luật rồi cứu cũng nổi. Thầy có lời khuyên gì gửi đến bà Hằng ngay lúc này thầy? Ta nói giờ phải làm việc thì nó rồi giờ kêu người ta ở các cái gì liên minh rõ ràng minh bạch thật thà dứt khoát, rồi phải gì gì bao công xử án là phải gì sao liêm chính à? Vậy giờ làm sao liêm chính, còn liêm chính thì phải chiếu theo pháp luật mà làm vậy thôi, chứ thầy binh vực gì khương đệ tử là gì, giờ lúc còn sống phải thi hoàng ơi thằng, lúc con có tiền có của nên giúp đỡ thầy đi, vài trăm tỷ cũng vui, vài ngàn tỷ có tranh thủ đi, lấy lúc con già con yếu và con hết sức lực và tiền tài hết, con muốn cứu thầy cũng được, muốn giúp đỡ thầy cũng được, biết đâu con giúp sao con nạn kiếp sẽ qua, con gặp những hỏa hoạn, gặp những cái chuyện gì mà con nặng nhất thầy có thể bảo lãnh con, tuyên bố với con rồi, con dám đâu, từ 300 tỷ đến 1.000 tỷ con mà dừng ngồi tù thầy cũng bảo lãnh một ngày ra liền, tuyên bố mà con không giúp thầy giờ con có ngồi tù rụt xương, xử bắn thầy cứu cũng nói luôn. Hết. Thầy nói là vậy chắc khi mà bà Hằng bả nghe được cái những lời của thầy chắc bả cũng mừng lắm á. Không có gì mà không cứu được, mà chẳng qua không sửa và không bỏ tiền ra thôi. Ủa thêm tiền cứ giữ đó rồi khi nào mới mở bao ra, rồi khi nào mới xả tiền ra, buông ra. Thêm mấy lâu bà chắc chứa tiền thì nhiều mà không sử dụng và không xài thì làm sao nó rồi tạo phước. Bỏ tiền tạo phước, gieo duyên, xây chùa, xây đình, xây miếu, xây là làm tượng Phật đúng không? Đó, giờ thầy đang khó khăn mà cứ ngồi đó giữ tiền hoài không chịu xài. Thầy kêu hoài, kêu mỏi miệng luôn mà tiền không thấy cắt nào. Chưa thấy được vài trăm triệu thấy mà bà cầm bà trực tiếp cho thầy thử hay bà gửi qua tài khoản thử, chuyển ngân hàng coi thử. Nói hoài thầy nói Hằng mà tỷ phú thầy không tin.
vài trăm triệu mà chưa chuyển cho thầy được, làm sao mà nói vài vài trăm tỷ. Nghe mơ giống như là thằng cuội ngồi cung trăng, thầy ngồi dưới đất. Còn mấy thầy nghĩ như chơi sung ngồi dưới cây sung, nó rụng xuống đưa hạ họng nó rớt vô ăn luôn. Ngồi đợi xuống. Mấy bữa nay chị Hằng có lên tâm thầy không? Thì chị Hằng trên cung trăng, ta mới nói thằng cuội thì có cung trăng, trời ơi, cũng suy nghĩ đó. Bởi vì tụi bay quá là không có trí tuệ. Là chị Hằng ở trên cung trăng á. Chị nói thằng Nga đó. À, thằng Nga đó. Nói tranh trả thầy dưới đây sao rồi dòm tới. Thầy phải thiên phòng. Thầy có phải thiên phòng nguyên sói đâu mà hôm nay về hàng cung trăng. Nữa mày cứ nói bậy bậy. Cái đó là hàng mi gái với cái hàng đẹp cũng khác. Mày cứ hàng Nga thì có một bà. Mà ở Trung Quốc thì có thiên phòng nguyên sói. Còn ở Việt Nam thì có chú cuội. Đó rồi không biết làm sao đây. Thấy chị Hằng bây giờ nhiều người kiện tụng quá, thấy cũng buồn cho chị ha. Buồn gì? Tàn ra đâu bắt người ta, rồi người ta kiện lại thì phải ra tòa chứng cứ, mình phải nói người ta phải có bằng chứng. Cháu con nói cho nói xấu người ta mà giờ con có chứng cứ không? Con nói con phải có chứng cứ không mới nói ta được. Còn nói ngược là con phải đền bù danh dự, nhân phẩm, uy tín và những gì con nói. Ta có tội thì kệ chuyện người ta. Mà mình chuyện của người ta mà mình xí vào thì mình phải chịu trách nhiệm trên cái trên mặt cái lời nói rằng cái mọi thủ đoạn mà mình làm. Phải chịu trách nhiệm mọi hành vi cử chỉ rồi tắt tiền tài danh vọng phải bỏ ra, luật sư phải biện minh hết. Giờ bà nói bao nhiêu người dẫn kiện hết, giống như ba mươi mấy ca sĩ giờ nó dẫn hết một lúc cho bà rồi bà đối đầu được không? Mà ta mời cái chốn này đi họp với nó bằng không bằng. Bà nói đơn giản, bận lai chim chứ không phải lặng bận việc gì công ty đâu. Bà mất lai chim. Cho bà lai chim cái. Thầy có coi bà Hằng lai chim chưa thầy? Đó, bà trên mạng bà ngồi bà lai chim hoài. Bà nâng niu từng cái chim. Bà vuốt chim. Bà chơi chim. Rồi bà nói chim. Rồi bà khách thức chim. Rồi bà dạy sống chim, bà làm cho tưng bừng chim. Chim vui, chim buồn, chim khổ, chim rầu bi cũng do bà khởi chim lên. Cứ bà làm cho cái ngọn cứ lai chim, chim 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 hoài. Cứ lai chim, lai chim, lai chim, lai chim. Mỗi lần bà thầy đến Đài Nam là thầy bảo nuôi mấy con chim mà kêu bằng chim én á. Hót đi chim, hót đi chim, hót đi chim. Đi bả nuôi chim, bả khu nhập cũng chim én mà lấy cái bọt nước biếng của con chim á làm kêu bằng nước yến á là lấy nước yến là của chim. Cứ chăm sóc chim. Đó nên thầy nói giờ đàn ông mà không biết chơi chim là đàn ông ngu. Mà đàn ông không biết lau chim là đàn ông ngu luôn. Giờ muốn chăm sóc chim thì phải chuẩn bị cái khăn cho anh nhúng nước ấm cho khạc ấm, dắt cho khạc ráo khô, lau lông, lau cánh, lau đầu, lau chân, lau mỏ, rồi súc miệng cho chim, rồi lau chim cho khạc sạch, đừng có để chim ướt và đừng có để chim dơ. Để làm gì thầy? Chợ mày chơi chim mày mà biết chăm sóc chim mày nói gì ngộn hồi nãy giờ đó. Mày nuôi chim mày chơi chim lớn chim không có lông sao lau thầy? Thì mày ra thì mày cũng phải lau cho sạch cái bẩn, cái dơ, cái bụi, cái bẩm. Mày có chơi gà không ấy, mày chăm sóc gà chứ? Muốn chơi gà mày cũng chăm sóc con gà, mày phải lau con gà, lau lông, lau nách, lau lông, lau dưới từ trên tới chết. Từ trên là cái gì mà ngựa chín mau có cái sừng là màu đỏ đỏ đó, ngựa chín hồng mau. Rồi dưới mày phải chăm sóc cái mỏ, rồi cái có cái cửa mày phải vuốt cái cửa, rồi mày phải chăm sóc cái cửa, rồi mày lao hết thân thể nó chứ đó. Còn mày chơi chim mày phải chăm sóc chim, chơi gà phải chăm sóc gà, chơi cu phải biết chăm sóc cu. Giờ chơi cu mà không biết cách chơi cu là cu nó bỏ mày liền. À, giờ có nhiều loại cu đỏ, cu xanh, cu tím, cu hồng, cu gì đó. Rồi chơi két nữa, két, rồi chơi đại bàng, rồi chơi nó tóm gọn nhiều giống loại chim.
con nào biết bay đều là chim trên trời và chim dưới đất đều phải chăm sóc chim. Nhưng mà đã nói đàn ông biết chơi chim là tốt. Chim đất. À, rồi có chơi cu, đàn bà có nhiều đàn bà chơi cu, có nhiều đàn bà không chơi cu, và cả đàn ông thì chơi cu chơi chim hết. Đó, giờ đàn ông giờ nó tóm gọn cũng đam mê chơi cu và chơi chim. Thầy biết chơi chim thì nói tóm gọn thầy không biết chơi chim, nhưng mà có nhiều lúc họ đi phóng sanh chim. Thầy mỗi con chim thầy đều bốc chim, bắt chim đi làm, thầy bốc chim xong thầy thả chim.